cơm ở nhà riết cũng ớn á mọi người. Hôm nay gia đình mình đi ăn tiệm nha. Bữa hôm nay là ở Singapore là ngày lễ á, chồng mình được nghỉ. Sáng giờ ở nhà thay nước cá rất đòn, giờ mình mới đi ăn nè. Ở đây một tăng nhỏ nhỏ như vậy là được 7-8 món vậy mọi người, mà rất là nhiều tăng luôn. Giờ mình đi vô trong nha. Khu chung cư 4 lầu á mọi người. Kế bên đây là cái đám cây dầu á mọi người, ta trồng cây dầu để làm xăng dầu á. Ý đi nào, đi nào. Ừ đây. À đây đây, đây. Cái xài quá trời luôn. Này 3 kg 10 đồng nè mọi người. 3 kg 50 ngàn. Bên đây cũng 3 kg 50 ngàn. Nhớ xưa chưa cơ mà. Nó nói mà ơi, nó còn. À, nó nói mà còn. Quá trời luôn. Xoài quá trời xoài. Hấu. Cái này một trái 10 đồng nè mọi người. Mình lấy một trái. Bây giờ chồng mình kiếm tiền nè mọi người. Ở đây trái cây quá trời luôn nè, dưa lưới, trời dưa hấu trái nào trái nấy chà bả luôn. Quá trời trái nè, trái này mười mấy 20 ký không quá trời. Mua nước rồi bây giờ tắt nước. Mua trái cây bây giờ tắt nước rồi mọi người. Tắt nước rồi. Có một vấn đề gì đó cũng à. À uống nước, uống nước. Bữa nay trời nắng nóng quá. Uống xong ly nước là bắt đầu mình đi về rồi mọi người. Bây giờ cũng 9 giờ tối rồi. Dán dơ hơn mà. Mình uống nước dữ lắm luôn. Mỗi một khu chợ thì nó có một khu để bàn ghế như vậy nè mọi người. Hả? Cho mình mua nước đậu mình ngồi mình ăn uống ở đây nè. Ở khu chợ này thì nó có đầy đủ hết đó mọi người, bán cá, bán rau, bán thịt gì. Nó có một cái siêu thị nhỏ nhỏ ở trong nữa. Khu này là khu bán đồ ăn uống nè. Đi chợ mệt rồi lại đây mua nước uống. Uống xong rồi đi về. Bây giờ thì máy bay mọi người nha. Bye bye mọi người đây. Chị cho bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Mimi bye bye. Mimi bye mọi người đây. À, Mimi hình rồi.